Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mà mình cảm thấy thú vị. Và hôm nay sẽ là Khu Vườn Mùa Hạ của tác giả Kazumi Yamamoto. Đây là truyện thiếu nhi, chắc chắn luôn ạ. Tại vì nhân vật chính là ba cậu bé học tiểu học Kiyama Cao Kiều, Wakaba Cận Thị và bé mập Yamashita. Mình thích quyển này bởi vì nó viết cho trẻ con và nó thực sự rất trẻ con. Trẻ con thì sẽ quan tâm đến những cái vấn đề mà người lớn cảm thấy rất vớ vẩn, kiểu như là đám khói màu trắng bay lên từ ống khói của tòa nhà hỏa táng, có gì đâu coi. Nhưng mà đối với tụi nhỏ, nó giống như là một mảnh linh hồn còn sót lại của người đã khuất. Hay là tụi nó rất là quan tâm đến con ma lá ngoài cửa sổ, rất là quan tâm đến bộ sưu tập yêu quái. Đại khái rất là sợ ma và rất tò mò về cái chết. Đó cũng chính là nội dung của câu chuyện, đơn giản vậy thôi. Và câu chuyện bắt đầu khi mà bà của bé mập Yamashita qua đời. Cậu là người đầu tiên trong số 3 cậu bé được nhìn thấy người chết. Được nha, được á. Và điều này đối với Wakabe là không thể nào chấp nhận được. Chính vì vậy, cậu ấy đã rủ hai người bạn của mình cùng theo dõi một ông cụ đã rất là già rồi và cuộc sống ở trong một cái khu nhà gỗ cũ nát, để coi thử mục đích của việc theo dõi này là để coi thử là khi nào cụ chết, mà cụ chết thì trông cụ như thế nào. Và chính vì cái sự theo dõi một cách bí mật nhưng mà vô cùng lộ liễu của ba đứa nhỏ này đã khiến cho ông cụ đang trong một cái giai đoạn là sống cho qua ngày, chờ cho qua đời này, cảm thấy ôi vui quá, không thể chết ngay được. Họ trở thành bạn của nhau. Sau mỗi giọt hè thì ba đứa lại đến nhà ông, giúp ông dọn rác, làm vườn, sơn tường, chơi với ông, tán ba cái chuyện tào lao thiên địa. Rồi một ngày ba đứa đi trại hè trở về, chúng ào nhà ông, sẵn sàng một đống chuyện luôn để kể cho ông nghe trại hè có gì vui. Ông cũng vậy, ông cũng đã rửa sẵn nho, để sẵn trên bàn, chờ chúng đến. Hoa cúc cánh bướm mà tự tay ba đứa gieo trồng, chăm sóc, đã nở bung khắp vườn. Chỉ tiếc là chủ nhân của khu vườn đã không từ mà biệt, ngủ một giấc thật sâu. Ba đứa đã rất là buồn bởi vì lúc này ông cụ đã là bạn của chúng và chúng không mong ông chết một chút nào hết. Nhưng mà rồi chúng lại bảo với nhau, bây giờ không có gì phải sợ nữa hết á. Bởi vì ở thế giới bên kia, chúng đã có một người quen rồi, một người mà chúng rất quý mến. Cưng như vậy hết. Thật là đáng tiếc đúng không? Nhưng mà nó cũng giống như trưởng thành vậy, có niềm vui cũng phải có nỗi buồn. Cảm giác của mình sau khi đọc xong quyển này là nó giống như là vừa ăn xong một cốc kem bạc hà, ngọt, mát, đã, nhưng mà cũng có một chút gì đó rất là tiếc nuối. Ok, có một đoạn mình rất là thích, mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Biết đâu già đi lại là một điều hay, bởi vì càng nhiều tuổi người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác và không chừng cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng có những nơi ta mới đến lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen. Không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui. Chỉ có trẻ con mới có thể nghĩ được là ký ức nó có thể thấm xuống đất thôi. Đối với mình, mình cũng là vì muốn sau này khi nhìn lại có thể nhớ được đã từng rung động về những điều gì mà kênh YouTube Linh Lấp Lánh này. Ok, mình rất là muốn nghe cảm nhận của các bạn về Khu Vườn Mùa Hạ. Đừng quên để lại comment cho mình nhé. Chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé.